sao mà mình khuyên khách hàng của mình là nên sử dụng sản phẩm của nhà BOK Phạc Ma là bởi vì nó có một cái điểm mạnh khác với những loại dược phẩm khác. Nó có thể giúp khắc phục tình trạng nhanh nặng và mình có thể sử dụng hàng ngày luôn mà không sợ bị khô tóc hay là sơ tóc, và mình không cần phải sử dụng thêm dầu xả nữa. Và như vậy mình có thể tiết kiệm một khoản chi phí rất là hợp lý luôn. Trong thành phần của dầu gội BOK Phạc Ma có chứa virocolamin, được đánh giá là hai chất hỗ trợ chỉnh tóc tiên tiến nhất hiện nay luôn, bởi vì nó có thể đẩy lùi được cái nấm alexisia nè, là nguyên nhân chính gây ra gầu và nấm ngứa. Và trong thành phần của dầu gội BOK Phạc Ma này nó còn có thêm những thành phần khác giống như là chiết xuất từ một cái hạt ô nè, hay là chiết xuất từ một gốc. Những cái thành phần này á sẽ giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe nè, giảm được độ rơ rối hay là gây ra gãy đục, làm sạch da đầu một cách nhẹ nhàng và hạn chế được tăng tiết bã nhờn cho da đầu. Do đó mình sẽ mang lại những tập cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái luôn. Và những bạn nào á trong tình trạng là da đầu nhạy cảm thì cũng đừng có lo nha, bởi vì những hạt chất này rất là lành tính và an toàn luôn. Dầu gội của nhà BOK Phạc Ma này có độ pH là 6.0, phù hợp với mọi da đầu và mình có thể sử dụng hàng ngày thay cho dầu gội thông thường cũng được. Và với kinh nghiệm là một dược sĩ như mình thì mình có một lời khuyên dành cho những bạn nào đang gặp ở tình trạng là bị gầu lên và nấm ngứa nè, thì hãy nên thử sử dụng sản phẩm hỗ trợ trị gầu của nhà BOK Phạc Ma này nha.